Xin chào các bạn nha các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Tú Lê Vlog nha các bạn. Hôm nay á mình làm cơm ăn, bây giờ á mình sẽ kho cá bớp nè, mình ăn cơm nha các bạn. Rồi cá bớp á thì mình ăn kèm với lại mớp nha các bạn. Mớp này mình xào. Đó. Mình gọt hết rồi nè các bạn. Bây giờ mình mời các bạn cùng vào bếp làm với mình nha. Cá bớp ngon lắm các bạn. Các bạn ơi, bây giờ á mình cử dầu để mà mình xào mớp nha các bạn. Để dầu vô các bạn ơi. Mình bỏ tỏi xuống nha các bạn. Để mình thử. Các bạn ơi, bây giờ tỏi của mình nó thơm rồi nha các bạn. Bây giờ mình đổ bỏ miếng cà nòi vô nha các bạn. Mớp này là ở nhà mình cầm đó các bạn. Bỏ miếng đường vô. Mớp nó ngọt sẵn rồi, mình bỏ ít đường nè các bạn, chứ mình không quá nhiều nha. Cái này là bột nêm nè các bạn. Mình đổ vô một ít nước nha các bạn. Nước xong giờ mình đậy nắp ra nha các bạn. Đến chín. Các bạn ơi, giờ mình kho cá nha các bạn. Để dầu vô để mà mình thử tỏi mình kho cá. Giờ mình đổ tỏi vô nha các bạn. Tỏi của mình giờ được rồi các bạn. Thơm lắm rồi, giờ mình sẽ đổ bỏ cá vô nha. Cho nước màu vô luôn nha các bạn. Nó nước màu rồi mà mình chưa có để vô keo nữa. Còn trong cái nồi. Rồi, bây giờ mình sẽ trộn lên các bạn ơi. Thử mì cá nó thơm lắm các bạn. Săn cá là nó dễ các bạn. Chế nước mắm chưa? Săn cá dễ. Xong rồi bây giờ mình sẽ bỏ nước vô nha các bạn. Nước vô. Bây giờ nó cạn rồi các bạn. Bây giờ mình tắt bếp nha các bạn. Mình xuống ăn thôi các bạn ơi. Xin chào các bạn nha các bạn. Bây giờ mình đã nấu xong cái món cá bớp kho rồi nha các bạn. Nè các bạn ơi, cá bớp mình kho sạch sệt ngon lắm luôn á các bạn. Rồi mình xào miếng mớp nha các bạn. Bây giờ mình mời các bạn cùng ăn chung với mình nha.
Cái bớt này mình kho sệt sệt ngon lắm các bạn ơi. Rất là ngon. Cái bớt này các bạn nó dẻ thịt lắm. Rồi nó béo nữa các bạn. Rất là béo. Mớt này ở nhà của mình đó các bạn, mình trồng nè. Ngon lắm các bạn. Mình lựa mấy cái trái mớt non non á các bạn, mình ăn ngon lắm. Cái nước mình kho sạch sạch ngon ghê luôn các bạn, chan vô ăn. Bữa nay mình mất bận công chuyện á các bạn, cho nên tới giờ này mình mới ăn cơm. Giờ này chắc cũng 1-2 giờ chiều rồi. Bữa nay mình đi ra ở ngoài ao của mình ngồi các bạn. Cơm mát ghê luôn. Ra ngoài này ngồi thoải mái lắm các bạn. Gà của mình dắt một đàn con đi chơi. Công nhận cá này em béo thiệt luôn các bạn. Béo như cá hồi. Mình mời các bạn cùng ăn nữa nha. Cái miếng cá bớp này ngon ghê luôn các bạn. Cái da của nó dày dày nhám nhám các bạn. Mà cái da của nó rất là béo luôn các bạn. Béo lắm. Chén cơm này bự lắm á các bạn, mà mình ăn hết trơn luôn chén này. Ngon ghê luôn. Cái mẻ cá của mình nè các bạn, rất là ngon luôn. Mình kho nước thì sợ rồi mình chan ăn ngon lắm. Mình ăn cơm xong là mình uống nước liền dễ ngon các bạn. Mình quen vậy rồi. Buổi chia sẻ cá kho, cá bớp kho các bạn. Với lại mớp xào các bạn.
Đến đây cũng đã dài rồi, video của mình đã dài rồi, mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share, một đăng ký nha các bạn. Bye bye các bạn nha, hẹn gặp lại clip sau nha các bạn.